hướng dẫn, tham gia và làm nhiệm vụ trên ví SEPO để nhận airdrop cái token BRE. Các bước cần chuẩn bị nếu quý vị sử dụng ví mềm: phải có 300 SFP ở ví để làm airdrop. Tiếp theo, quý vị cần chuẩn bị 20 USDT trên ví. Tất cả đều chạy trên cái mạng lưới BEP20. Rồi, vào DApp, chọn WHO BRE. Bước thứ nhất, join vào Winit. Thì ở đây tôi đã join rồi. Quý vị chọn vào Verify để xác minh. Bước thứ hai, join vào Twitter. Ở đây quý vị cần follow cái Boba Network này và follow cái SEPO. Quý vị copy cái đoạn code này, đoạn code màu vàng đây. Rồi click vào cái đường Twitter này, trích dẫn lại cái đoạn code. Sau đó quý vị lấy cái đường link mà quý vị retweet, dán vào cái ô cuối cùng, chọn vào Verify để xác minh. Bước tiếp theo, quý vị join vào Telegram, copy cái đoạn code màu vàng này và click vào cái SFP Sambot, gửi cho nó cái đoạn code này để con bot nó xác nhận. Rồi quý vị join vào cái group Briveri Telegram này. Tiếp theo quý vị join vào cái Dico của cái SEPO. Đó, join vào. Xong quý vị chọn vào Verify để xác minh. Ô cuối cùng là cái mã giới thiệu, quý vị cũng chọn vào. Thì quý vị sẽ thấy cái mã mời. Đó, mã mời ở đây. Trường hợp quý vị ai chưa có mã mời thì quý vị có thể nhập cái mã mời như hình ảnh ở đây của tôi. Rồi chọn vào Verify. Quý vị nhập cái mã mời vào cái ô tôi được mời này. Đó. Rồi đến bước cuối cùng là bước quan trọng nhất. Quý vị chọn vào cái commit USDT, chọn vào join. Join. Quý vị click vào cái ô BRE Unity Offering Pool. Chọn vào Connect Wallet. Chọn cái ví SEPO. Rồi chọn vào Commit. Xác nhận. Xác nhận lại. Rồi nó báo lỗi, quý vị phải commit lại. Xác nhận này. Xác nhận. Quý vị có thể chỉnh phí ga cao lên. Chọn xác nhận. Xác nhận. Có thể quý vị phải chờ hơi lâu. Rồi. Thông báo đã thành công. Quý vị có thể quay lại cái ví. Ok, bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Trở lại cái ví, chọn vào Verify. Rồi. Quý vị chờ. Tôi sẽ back lại. Đó, quý vị sẽ thấy cái dòng ongoing.
Mọi thông tin quý vị có thể tìm hiểu thêm trong cái đường link mà quý vị đã join in vào cái mạng xã hội Discord và cái Telegram. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.